Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trấn cửa Việt huyện Gio Linh đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập, đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Cường, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thị trấn cửa Việt được thành lập ngày 9 tháng 8 năm 2005 theo nghị định số 103 của chính phủ, trên cơ sở chia tách 3 thôn của xã Gio Việt và 2 thôn của xã Gio Hải. Sau 10 năm thành lập, kinh tế thị trấn có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch. Tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đã chiếm gần 60% tổng giá trị kinh tế của địa phương. Thị trấn đã tập trung chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh kinh tế biển với việc phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ 144 chiếc, lớn nhất tỉnh Quảng Trị, tổng công suất trên 22.550 CV, sản lượng khai thác hàng năm trên 5.500 tấn. Thị trấn cũng đã khai thác tiềm năng du lịch biển, được đầu tư xây dựng khu dịch vụ du lịch cửa Việt với cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Từ một đơn vị bước đầu là 46,2% hộ nghèo, nhưng mà với 10 năm không phải là dài, nhưng mà chỉ còn lại 3,78%. Tôi cho rằng đây là một cái đơn vị mà phải nói phấn đấu rất là vượt bậc. Để xây dựng thị trấn ngày càng phát triển, Đảng bộ nhân dân thị trấn cửa Việt cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biển, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ. Phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, triển khai quy hoạch gắn với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nội thị, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh. Huyện là sẽ tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của huyện cùng phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân thị trấn để đồng viên hỗ trợ ngư dân để mua sắm tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền đánh bắt xa bờ theo cái nghị định 67 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai nữa là hỗ trợ để xây dựng cái cụm công nghiệp và làng nghề của thị trấn và cái cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá của thị trấn này. Với những kết quả đạt được trong 10 năm qua, Đảng bộ thị trấn cửa Việt đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cơ Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, giai đoạn 2010-2014. Năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, thị trấn cửa Việt đang được đề nghị Chủ tịch nước tăng thưởng huân chương lao động hạng 3 trong thời kỳ đổi mới. Thưa quý vị và các bạn, bản Làng Cát ở xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông là một điểm nhấn ấn tượng nhất trong nhiều tour du lịch ở Quảng Trị. Tuy vậy, đó là câu chuyện của nhiều năm trước, còn bây giờ Làng Cát đã không còn là điểm đến được các hãng lữ hành trong và ngoài tỉnh đưa vào khai thác. Làm thế nào để đánh thức tiềm năng của điểm du lịch vốn được xem là thế mạnh của ngành du lịch Quảng Trị? Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn vấn đề này. Cuốn sách Cẩm năng du lịch Quảng Trị do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Trị thực hiện giới thiệu khá rõ nét về mảnh đất và con người Quảng Trị. Trong đó, bản Làng Cát được giới thiệu khá đậm nét và hấp dẫn. Đây cũng là tài liệu được Công ty Cổ phần Lữ hành Quốc tế Quảng Trị sử dụng để xây dựng các tour du lịch của mình. Song đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước. Làng Cát trước đây là nó rất đẹp. Chúng tôi thường thường đi trên đường chính. Nhìn từ trên đường chính nhìn về thấy Làng Cát rất đẹp. Nhưng từ cái ý tưởng đó thì chúng tôi mới đưa vào cái chương trình của tour du lịch Quảng Trị. Khi mà đưa vào chương trình thì khách nó đến rất nhiều và rất hấp dẫn, cho nên khách nó đến rất nhiều ở đó. Thực tế hiện nay, Làng Cát đã không còn là điểm đến yêu thích của du khách. Chỉ tính riêng tại Công ty Cổ phần Lữ hành Quốc tế, nếu như trước đây trung bình mỗi tháng đơn vị đón khoảng từ 7 đến 8 đoàn khách đến với Làng Cát, thì những năm gần đây rất ít khi du khách đăng ký. Mặt khác, hiện nay trên các kênh quảng bá của du lịch Quảng Trị, Làng Cát vẫn được nhắc đến là điểm du lịch văn hóa cộng đồng hấp dẫn, song thực tế ở đây đã rất khác với những gì đã quảng bá. Một bản văn hóa truyền thống vốn được xem là niềm tự hào của bà con dân tộc Vân Kiều Ba Cô, giờ đây cũng giống như những bản làng bình thường khác, thậm chí là vấn đề môi trường ở đây đang rất nhức nhối. Khác là vì là nuôi trâu bò rồi là con dê, rồi là heo. Chăn nuôi trong cái khu vực này, bởi vì khu vực bản này là một cái vùng trũng, mà nếu chăn nuôi số lượng chăn nuôi nhiều thì nó ảnh hưởng đến vấn đề môi trường.
Cách bản Làng Cát không xa là bản du lịch cộng đồng Ca Lu, hiện đang được nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng để khai thác phát triển du lịch văn hóa cộng đồng, một hình thức du lịch như ở bản Làng Cát từng có. Đây được xem là tiềm năng thể mạnh của du lịch sinh thái cộng đồng Quảng Trị. Tuy vậy, nếu không có giải pháp khai thác gắn liền với việc bảo tồn văn hóa để phát triển du lịch phù hợp, thì việc bản Ca Lu tiếp tục là một làng cát thứ hai hay không là điều không thể nói trước được. Đây là du lịch cộng đồng thì người dân đó thực sự họ phải làm và họ hưởng lợi từ nguồn du lịch đó. Nếu như không tuyên truyền quảng bá cho họ biết thì họ không thể nào làm du lịch. Còn chúng tôi là những người đưa khách đến thôi. Còn hưởng lợi về cái du lịch là họ phải làm. Tất cả mong sao là tất cả mọi người dân ở các khu du lịch thì họ phải tự họ làm du lịch. Du lịch sinh thái chưa vào cộng đồng là một trong những loại hình rất thu hút khách du lịch hiện nay. Phát triển du lịch theo hình thức này không chỉ là cách khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương hướng đến giảm nghèo bền vững, mà qua đó còn góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, văn hóa dân tộc học của đồng bào Vân Kiều Ba Cô nói riêng và Quảng Trị nói chung. Vì vậy, hơn lúc nào hết, cả cấp ngành, đơn vị địa phương liên quan cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn. Với mục đích phản ánh về hậu quả chất độc da cam dioxin ở Việt Nam và vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tại Tòa án Hoa Kỳ cuối năm 2014, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam xuất bản cuốn sách ảnh Vì nỗi đau da cam. Những hình ảnh trong cuốn sách này nhằm góp phần thức tỉnh lương tri nhân loại trong thông điệp chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Thưa quý vị và các bạn, đây là cuốn sách Vì nỗi đau da cam. Cuốn sách này do Thông tấn xã Việt Nam cùng phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam phối hợp xuất bản năm 2014. Trong 140 trang ảnh của cuốn sách này có chụp ảnh về gia đình chị Trương Thị Thúy và con là Trương Thị Kiều, lúc đấy em mới tròn 2 tuổi. Cô bé trong bức ảnh không biết đi, không biết nói. Mắt chỉ là một vệt đen không mở được do di chứng của chất độc da cam. Bây giờ vẫn thế. Nỗi đau vẫn mãi còn đó, nhưng cuộc sống của mẹ con chị không dừng lại. Hàng ngày, một mình chị xoay sở với vườn tược, rồi tranh thủ nhặt ve chai để bán kiếm tiền, trang trải cho cuộc sống. Đặc biệt, chị phải dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con gái của mình. Khi mà nhìn bức ảnh của Kiều khi mới 2 tuổi, mà tôi nhìn lại là cảm giác rất là xót xa, vì một lứa một tuổi với con người ta mà con người ta đi chỗ khác rồi mà con mình nằm một chỗ xót xa lắm. Nên mong muốn của bản thân tôi là cần sự quan tâm giúp đỡ của các gia hảo tâm và các cơ quan giúp đỡ, cần giúp đỡ gia đình và trẻ nhiều hơn. Cuốn sách ảnh Vì nỗi đau da cam do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam xuất bản đã phản ánh trung thực, sâu sắc về hậu quả chất độc da cam dioxin ở Việt Nam và vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tại Tòa án Hoa Kỳ. Với 120 bức ảnh được sưu tầm, lựa chọn từ rất nhiều nguồn khác nhau, cùng phần lời viết ngắn gọn, cô đồng, xúc tích, cuốn sách giúp độc giả hiểu được sự hủy diệt da cam với những nỗi đau xuyên thế hệ và sự thức tỉnh của lương tri nhân loại trong thông điệp chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học làm cho môi trường ở Việt Nam bị tàn khốc, cũng như làm cho sức khỏe của con người Việt Nam của chúng ta bị ảnh hưởng nhiều thế hệ mà cần phải làm cho nhân dân thế giới thấy rằng là chính phủ Mỹ và các cái công ty hóa chất Mỹ phải có trách nhiệm là giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam. Sau chiến tranh, mặc dù đất nước Việt Nam đã đạt được sự hồi sinh kỳ diệu trên nhiều mặt, nhưng hậu quả của chất độc da cam dioxin vẫn rất nặng nề. Nạn nhân chất độc da cam dioxin là những người nghèo khổ, đau thương nhất. Việc xuất bản cuốn sách ảnh Vì nỗi đau da cam mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi qua cuốn sách này, cộng đồng xã hội được sẻ chia và chung tay xoa dịu nỗi đau với nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chương trình tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sau một thời gian triển khai, vào sáng nay, chiếc tàu cá đầu tiên của ngư dân tỉnh Quảng Trị được đóng mới bằng nguồn vốn vay hỗ trợ theo Nghị định 67 của Chính phủ đã chính thức hạ thủy tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Chiếc tàu cá được hạ thủy có công suất 400 CV do ông Đinh Văn Trinh ở thôn Phủ Hồi, xã Triệu An, huyện Triệu Phong làm chủ tàu.
Tàu được đóng bằng chất liệu gỗ với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng, trong đó vốn vay theo chính sách hỗ trợ của Nghị định 67 là 4,5 tỷ đồng. Với việc đóng mới, hạ thủy con tàu công suất lớn giúp ngư dân Đinh Văn Trinh thực hiện ước mơ vươn khơi đánh bắt hải sản, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo. Hiện nay có 25 chủ tàu ở Quảng Trị đang hoạt động nghề cá hiệu quả, có khả năng tài chính và có dự án, phương án sản xuất cụ thể, được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt, đủ điều kiện để triển khai vay vốn theo Nghị định 67 đóng tàu mới. Một số ngư dân tại huyện Giao Linh cũng đã triển khai đóng tàu vỏ sắt và sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Để phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng trồng điểm lúa, từ nay cho đến năm 2020, huyện Hải Lăng tiếp tục quy hoạch, phấn đấu mở rộng diện tích lúa chất lượng cao lên hơn 8.000 hecta. Những năm qua, huyện Hải Lăng đã có nhiều giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Trong đó, chủ trọng đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, từng bước thay đổi, bổ sung giống lúa chủ lực và giống lúa chất lượng cao, giống lúa đặc sản phù hợp với điều kiện từng vùng, từng địa phương. Hiện nay toàn huyện có 7.400 ha lúa chất lượng cao, chiếm 55% tổng diện tích. Nhiều địa phương áp dụng sản xuất lúa chất lượng cao cùng với cánh đồng mẫu lớn đã đưa lại nhiều lợi ích cho người dân. Từ nay đến năm 2020, Hải Lăng sẽ tiếp tục quy hoạch các vùng sản xuất và bố trí trên 8.000 ha lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, tạo sản phẩm hàng hóa, xây dựng thương hiệu gạo ở một số vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của từng địa phương. Thành phố Đông Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở phường vững mạnh toàn diện, cùng an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và an ninh trật tự. Trong 25 năm qua, công tác xây dựng cơ sở phường vững mạnh toàn diện, cùng an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và an ninh trật tự của thành phố Đông Hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Quá trình thực hiện, các cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn, nhất là tập trung quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh ngay từ cơ sở. Thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở phường vững mạnh toàn diện thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh chỉ đạo, hoạt động của cấp ủy chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở cơ sở. Nhân dịp này, thành phố Đông Hà đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng cơ sở phường vững mạnh toàn diện, cùng an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và an ninh trật tự. Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành giao thông vận tải, trong 2 ngày 7 và 8 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công đoàn ngành tổ chức giải quần vợt ngành giao thông vận tải năm 2015. Giải quần vợt diễn ra trong không khí thi đua thiết thực lập thành tích cao nhất hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành giao thông vận tải, kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng đại hội đảng các cấp và đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Giải được tổ chức theo thể thức đôi nam, được chia thành 8 cặp hạng A, 6 cặp hạng B và giải dành cho lãnh đạo. Thông qua giải lần này nhằm tạo cầu nối giúp các vận động viên có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và tạo mối quan hệ hợp tác gắn bó, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.